Grew up a little too fast. I miss the days that we chillin' and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain. For a minute, I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurting. Trauma creeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Lạch mẹ đó gì? Mày lên không? Lên chạy nhanh nhanh đây, rơi ngay. Đây rồi. Mày lên chạy. Hiện tại là mưa rồi anh em nhá. Anh em đang giải tán bầy bậy anh em ạ. Chuồn thôi, hôm nay đi 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 thả diều mà mưa quá. Thì là anh em mình rút thôi. Anh em về hết rồi anh em này. Đó. Đâu mình vậy? Cả đâu? Mưa đâu? Đang thay đây. Con đây. Anh này nhá. Bé đây. Học lớp mấy? Học lớp 1. Ai quay mày có hiệu trưởng có phạt không? Đúng rồi. Có phạt không? Có phạt đấy, nó phải anh trấn đấy. Con này khốn. Em cung cấp nó phải khác. Thế nào thế? Ừ thế anh về nhá. Đi vào. Ok. Hôm nay đi câu hôm nay đi thả diều mưa quá đi rồi đó đi mưa quá anh em mình giúp quân anh em ạ. Đó. Nếu các bạn cảm video này hay như là bấm đi kênh ủng hộ cho Cáo Ca nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cáo Ca. Chào cả anh em ơi, chào anh em nha.